chết không ăn một cây cổ, phải nói là chết đẹp luôn, mà mì vẫn đẹp, không bị héo lá lắm gì hết á. Wow. Chào bà con đi nông nghiệp, thì hôm nay em Cường lại đến xã Tân Hà, ấp Tân Dũng với gia đình cô chú Tình. Thì như mọi năm, như năm ngoái thì cô chú đã sử dụng bộ đôi có mì của công ty AD chúng em. Như năm ngoái là câu xịt là cũng cả chục hectare đấy, nhưng mà của là ok lắm, không còn một cây nào mà mì không ảnh hưởng, vẫn đẹp, vẫn tốt, bình thường, của tốt cỡ nào hết, sạch bu. Nếu mà bà con mà xịt cái này thì là mình mà kêu công thì mình phải đứng đó, mà biết người ta xịt cho tử tế thì là thạch lắm. Đây nhà cô là chủ yếu là chú xịt, nhưng mà ông pha đủ liều lượng, nước nôi đầy đủ là chết không ăn một cây cổ, phải nói là chết đẹp luôn, mà mì vẫn đẹp, không bị héo lá lắm gì hết á. Theo kinh nghiệm của cô thì bà con nên đi chậm và xịt đúng rồi, một xíu đi, đúng rồi, ướt lá. Lần xịt trên đợt mì thì nó sẽ chết sạch cỏ, từ cỏ già hay cỏ non đều chết hết. Đúng rồi, chết hết, chết là chết sạch như là gì luôn, không phải làm cỏ. Đúng rồi, nhà cô đâu có phải chỉ xịt trên mầm thôi xong gặp đúng một lần cỏ là một. Dạ. Làm đúng một lần thôi, làm mấy cái lúc là bị đang ngủ thôi, mà đâu là xịt thuốc này không à, đấy rất là nhiều luôn á, cứ hết lần này là lấy lần khác à, sạch lắm. Nhưng mà nếu mà bà con dùng là cứ dùng cái này, uống bộ đôi cái này là tuyệt vời luôn, vì là mình xài thì mình biết, mà không ảnh hưởng đến mì.